Tại Kiên Giang, mua súng cho bạn mượn đi đòi nợ, cả hai thanh niên cùng lãnh án tù. Chuyên mục nóng trên mặt báo về góc nhìn về một hành sự của một doanh nghiệp vận tải khiến dư luận ủng hộ khi cung cấp video camera hành trình cho cảnh sát giao thông xử lý kiêm tài xế của mình vì chở khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1 dịp Tết. Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, thông điệp ý nghĩa của lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17. Người phụ nữ lập kỷ lục ngâm mình trong nước đá. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 21 tháng 2, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam, 45 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BFS, huy động vốn lừa đảo gần 300 tỷ đồng. 30 ngày, 10 ngày, hay là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Thì người ta gọi là đây 10 ngày là một vòng quay sản phẩm chứ. Theo cơ quan công an, để tạo lòng tin, Nguyễn Hoàng Nam đã hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp tiền thì sẽ được công ty trả tiền thưởng, cứ 100 triệu đồng thì sẽ được thưởng 0,5 chỉ vàng 4 số 9. Do vậy đã có không ít cá nhân mắc vào bẫy của đối tượng này. Đáng chú ý, thực tế công ty BFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam để sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả. Bằng những lời hứa hẹn và một viễn cảnh thu nhập trong mơ với lãi suất được hưởng phần trăm cao trên số tiền góp vốn mỗi tháng, được Nguyễn Hoàng Nam đưa ra tại những buổi hội thảo để lôi kéo rất nhiều người tham gia tin tưởng. Từ đó, đối tượng kêu gọi huy động vốn lên đến gần 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh cho đối tượng Nguyễn Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm các bị hại liên quan. Ngày 21 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc và Trần Ngọc Tài, sinh năm 2004, tổng cộng 31 tháng tù về hai tội mua bán tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 19 tháng 3, 2023, Tài đang chạy xe máy vào khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chơi thì gặp Phúc. Do trước đó biết Tài có súng nên Phúc hỏi mượn để đi đòi nợ thì Tài đồng ý. Qua điều tra, công an thành phố Rạch Giá đã thu giữ của Tài một khẩu súng và 6 viên đạn. Qua giám định, khẩu súng là vũ khí quân dụng. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tài 1 năm 6 tháng tù về tội mua bán, tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phúc lãnh 13 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 12.000 viên chất cấm. Bước đầu xác định đối tượng là Trương Văn Nguyên, sinh năm 1984. Toàn bộ tang vật đều là chất cấm tổng hợp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Sơn La vừa trao thưởng thành tích xuất sắc cho ban chuyên án và các lực lượng tham gia đấu tranh thành công với đường dây mua bán trái phép chất cấm trên địa bàn. Trước đó, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt quả tang Mùa A Sến, sinh năm 1973, đang vận chuyển trái phép chất cấm qua khu vực huyện Mường La. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số vật chứng liên quan khác. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Sến, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 15 viên đạn và 680 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng khác trong đường dây thu giữ thêm 800 triệu đồng là tiền mua bán trái phép chất cấm. Chuyên mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay xin được chia sẻ góc nhìn về một cách hành xử đáng chú ý của một doanh nghiệp vận tải hành khách ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chuyện là doanh nghiệp này đã tự kiểm tra camera hành trình, cung cấp video cho cảnh sát giao thông xử lý nghiêm tài xế của mình vì chở khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1 dịp Tết. Hành xử này đang được hành khách và dư luận ủng hộ. Khi xảy ra trường hợp tài xế điều khiển xe chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, lãnh đạo công ty vận tải Sơn Tùng, thành phố Quy Nhơn đã đăng đàn xin lỗi khách trên chuyến xe xuất bến lúc 10 giờ ngày 16 tháng 2 từ Đà Nẵng về Quy Nhơn và toàn bộ hành khách nói chung. Công ty Sơn Tùng cũng đồng thời chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, video trích xuất từ camera hành trình liên quan đến vụ việc, gửi đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đề nghị lập biên bản xử phạt, tước giấy phép lái xe đối với tài xế của mình. Doanh nghiệp này cũng quyết định đình chỉ tài xế, tiếp tục các bước xử lý theo nội quy công ty. Động thái này của doanh nghiệp được xem là rất lạ bởi vì rất hiếm khi có những đơn vị vận tải có sự chủ động vạch áo cho người xem lưng như vậy. Hành vi lái xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1 không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật giao thông mà còn là hành động liều lĩnh, vô cùng nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến sự an nguy của hành khách trên cả xe lẫn người đi đường. Vi phạm này còn bị phản đối gay gắt vì đây là tài xế vận chuyển hành khách chuyên nghiệp. Ngay sau Tết Nguyên đán, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc trên các nẻo đường, rời quê sau Tết để trở lại với công việc, ai cũng nôn nóng, sốt ruột, mong muốn tránh ùn ứ tắc đường để rút ngắn thời gian trên hành trình. Dù lấn làn, vượt ẩu, đi ngược chiều, bất chấp tính mạng, hành khách là không thể chấp nhận. Khi phát hiện tài xế vi phạm qua camera giám sát hành trình, nhà quản lý lãnh đạo công ty vận tải Sơn Tùng đã ngay lập tức triệu tập ekip nhân viên tài xế phụ lái xe để làm tường trình. Đồng thời, doanh nghiệp đã chủ động cung cấp thông tin, video, đề nghị cảnh sát giao thông công an Bình Định xử lý theo quy định của pháp luật. Hành xử đúng đắn kịp thời của doanh nghiệp đã nhận được sự thông cảm, ủng hộ của hành khách và dư luận. Cá nhân nào cũng có thể mắc sai phạm, nhưng người quản lý không bao che, không bênh vực, ngược lại còn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm, vi phạm là sự việc hiếm có. Hành xử này của doanh nghiệp không những tránh được khủng hoảng, có nguy cơ bị khách tẩy chay, mà ngược lại còn lấy được sự thông cảm của nhiều người, khẳng định ý thức tuân thủ pháp luật còn là bài học mang lại nhiều giá trị cho chính các nhân viên, đội ngũ lái xe toàn doanh nghiệp. Kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của đơn vị, doanh nghiệp. Một công ty doanh nghiệp có kỷ luật tốt sẽ có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo được động lực cho nhân viên phát triển. Kỷ luật nghiêm với tài xế xe khách vừa giữ nghiêm kỷ luật cho doanh nghiệp, vừa là hành động bảo vệ sự an toàn cho hành khách, an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ được lợi cả đôi đường. Vâng thưa quý vị, hành xử này cần được ngợi khen, nhân rộng vì sẽ góp phần đảm bảo an toàn trên mọi hành trình của hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông. Thưa quý vị, mới đây lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 được coi là sự kiện hiến máu lớn nhất sau Tết Nguyên đán đã chính thức khai mạc tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương với thông điệp Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc. Chương trình mong muốn mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng trao tặng một đơn vị máu quý giá nhân dịp đầu năm mới, mang lại may mắn, hạnh phúc cho người bệnh và cộng đồng. Khác với mọi năm, chương trình năm nay được khởi động sớm và sẽ diễn ra liên tục trong 8 ngày tại 3 điểm Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỳ, Gia Lâm và Trung tâm Thương mại EOMEL, Hà Đông. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình mong muốn mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng trao tặng một đơn vị máu quý giá nhân dịp đầu năm mới, góp thêm một món quà mang lại may mắn hạnh phúc cho người bệnh và cộng đồng. Trước Tết Nguyên đán, kho máu tại viện đã rơi vào tình trạng cạn kiệt. Sau khi kêu gọi chỉ trong 7 ngày nghỉ, đã có 1.628 người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Năm nay là năm thứ 17 của lễ hội Xuân Hồng và chúng tôi rất là mong mỏi, chúng tôi rất là cảm ơn những người hiến máu đã hưởng ứng trong tất cả năm vừa qua và liên tục hiến máu trong dịp xuân tới để giúp phần thay đổi cái hành vi, cái nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện trong dịp đầu năm, cũng như là cung cấp lượng máu thiết thực để cho người bệnh có thể được điều trị tốt nhất trong dịp đầu năm mới. Lễ hội Xuân Hồng năm nay dự kiến sẽ tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu. Trước giờ khai mạc, đã có trên 2.500 đơn vị máu được hiến tặng. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới, các nam thanh nữ tú nườm nượp đến khu đảo Chè, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để du lịch, chụp ảnh check-in. Đồi Chè hay còn gọi là đảo Chè Thanh Chương được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn của xứ Nghệ. Đồi Chè nằm hai bên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Nơi đây cách trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 60 km, là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách thập phương.
bởi nơi đây có phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, giúp du khách có những giây phút thư giãn, hòa mình vào cảnh vật thiên nhiên. Nơi đây có cả trăm hộ dân trồng chè với diện tích lên đến hàng trăm hecta. Những đồi chè xanh bát ngát bao quanh bởi hồ nước trong xanh tạo nên nét vẽ đầy thơ mộng trong bức tranh quê hương xứ Nghệ, thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan và check-in. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh vẽ, ốc đảo chè xanh thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Thiết kế với độ dốc thoai thoải như hình con ốc sát mép nước, những luống chè được trồng theo vòm trúc sờ bóng xuống mặt hồ rộng lớn tạo nên một khung cảnh yên bình, thơ mộng. Tại thiên đường sống ảo này thì du khách có thể tận hưởng cảm giác thoải mái và ghi lại những khoảnh khắc khó quên. Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được tại Hà Nội là sau Tết Nguyên Đán là khi mà hoa đào đã phai, người dân bắt đầu chuyển sang là thú vui chơi hoa lê với giá là từ vài trăm cho đến cả chục triệu đồng một cành lê rừng. Nhưng nhiều người dân vẫn sẵn sàng bỏ hầu bao để được sở hữu một loài hoa này. Dọc đoạn đường Lạc Long Quân chạy ven Hồ Tây, những ngày này tấp nập người mua kẻ bán hoa lê. Với giá từ vài trăm đến cả chục triệu đồng một cành lê, nhưng nhiều người dân thủ đô vẫn sẵn sàng bỏ hầu bao để được sở hữu loài hoa của núi rừng bởi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Thường thường thì mình cũng hay là chơi đào, đào rừng. Để đi qua đây thì những cành lê, cành mai này rất là thích. Đấy thì hiện tại là thấy nó cũng là độc đáo, màu hoa nó bền. Đấy, mình cũng có nhà ý là muốn chơi tiếp, trắng tinh khôi. Hai cành nó dày, cảm giác là mình cắm nó sẽ bền hơn. Và khi mà nó đâm chồi nảy lộc thì cái lá nó to ra đấy, thì nó xen kẽ vào những cành hoa nó điểm trắng đấy thì nhìn rất là đẹp. Năm nay hoa lê tương đối đẹp, thì mình thấy chơi cành lê thì thấy nó rất là đẹp. Và thứ hai là cái tốc độ lở của cành lê là rất là chậm, năm nay chơi được rất là bền. Nên là người miền Hà Nội bắt đầu là ra riêng là chuyển sang chơi lê. Hoa lê chủ yếu được tiểu thương mang về Hà Nội bày bán từ các tỉnh miền núi như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Những cành lê thường có tuổi thọ khoảng từ 3 đến 5 năm. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sừng sùi, hoa chi chít thì giá càng cao. Như cành này là 6 triệu rưỡi, cả vận chuyển. Còn từ sáng là bán được khoảng 6-7 cành. Cành to, còn cành nhỏ bán được khoảng hơn 10 cành. Cao tiền nhất thì khoảng 10 triệu, còn cành nhỏ khoảng 1-1,5 triệu. Mình bán chắc cũng phải được hàng trăm cành rồi ấy. Đầu năm như thế này thì khách mua khoảng tầm từ 500-700 đến 1 triệu. Hoặc là vài 300 là nhiều. Còn là khách mua cành to thì mới tốt khác có ít. Nói chung là cũng tốt khác thế này thì cũng vui. Chính vì vẻ đẹp hoang dã và tự nhiên của cây lê trắng đã thầm tạo nên nét duyên dáng gầm cuốn hút kỳ lạ với nhiều người. Cùng với những dự báo phấn khởi của ngành lúa gạo, nông dân Đồng Tháp bắt tay ngay vào đồng án rất sớm. Có những thửa ruộng thu hoạch những ngày sau Tết, với việc cắt và bán lúa đông xuân tiếp tục được mùa được giá, nên bà con nông dân càng tin tưởng và phấn khởi cho một năm thuận lợi. Với tín hiệu phấn khởi ngay từ đầu năm sẽ tạo thêm động lực để cho nông dân Đồng Tháp canh tác nông nghiệp thắng lợi cho cả năm. Và ghi nhận sau đây của cộng tác viên chương trình tại Đồng Tháp. Những hàng lúa vừa mới chuyển lên bờ sắp xếp thẳng tắp, mỗi bao đều chắc nịch như thế này. Đây là hình ảnh được ghi lại ở các cánh đồng xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lúa chín đúng ngày sau Tết, nông dân cho máy cắt lúa xuống ruộng lúc 8 giờ thì tới 10 giờ đã có lúa để bán ngay cho thương lái. Giá lúa cũng cao, cũng trên 9.000 một ký. Làm mình tranh thủ bán 10 bữa nữa, tháng sau mình làm lại vụ 2 cho nó kịp thời tiết, còn cái nông sân đó, nên cho lúa trúng với cái 2 nữa, giá cả nó còn đó. Với giá lúa được bán tại ruộng là 9.050 đồng một ký lúa tươi, đối với loại giống OM18, còn đối với lúa IR54004, thương lái thu mua với giá dao động từ 8.300 đồng đến 8.500 đồng. Năng suất đạt từ 6,5 đến 6,8 tấn một hecta, nên trên cánh đồng nông dân thu hoạch đều phấn khởi. Hy vọng là vụ sau rồi vụ nhì rồi vụ ba cái giá lúa cũng được như vậy, lại dưới cao hơn chút đỉnh, ăn cho bà con nông dân người ta phấn khởi, mặn năng suất cho đạt thêm thành quả cho nó cao chút, bà con người ta mừng. Đến thời điểm này, Đồng Tháp đã có hơn 50.000 hecta lúa đông xuân được thu hoạch.
các diện tích còn lại đang trổ chín sẽ thu hoạch cao điểm cuối tháng 2 này. Song song đó, nông dân các huyện đã xuống giống đạt hơn 30.000 hecta lúa hè thu. Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân vùng Bãi Ngang, Quảng Bình vui mừng khi liên tiếp trúng lộc biển đầu năm. Chỉ sau một vài giờ đánh bắt thì nhiều thuyền đã quay trở về với hàng tạ hải sản tươi ngon cho thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày. Đáng mừng hơn, vụ cá đầu năm nay vừa được mùa vừa được giá. Thuyền về đến đâu các thương lái đã mua hết đến đó với giá cao. Trời nắng đẹp, biển êm trong những ngày đầu năm mới, hàng trăm tàu cá công suất nhỏ của cư dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ đi biển. Các thuyền trở về đầy ắp cá trích, cá khoai với giá bán trung bình 15.000 đồng 1 kg. Một ngày ra khơi cho thu nhập hơn 5 triệu đồng. Đầu năm đến giờ thì thuyền chúng tôi đi được 3 chuyến rồi. Nhưng mà năm nay vụ vua cá trích cũng được. Trong năm nay thì vụ vua bội thu hơn. Các bãi ngang dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Bình, khoảng gần 2.000 tàu cá công suất nhỏ của bà con ngư dân đã mở cửa biển đầu năm. Thuyền về đến đâu, các thương lái đã mua hết đến đó với giá cao. Còn trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu ban tỉnh chỉ đạo khai thác theo cái hướng tăng cường giá trị gắn với bảo vệ nguồn lợi, tập trung chủ yếu các cái giải pháp đó. Trước hết là chuyển đổi các cái nghề mà ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, tận diệt nguồn lợi như nghề giả cao, nghề súng điện, nghề minh, các cái nghề mà bất hợp pháp để là bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đối với người dân vùng Bãi Ngang, những chuyến sông biển đầu năm mới thu được chiều lộc biển là một điều may mắn. Qua đó kỳ vọng một mùa biển mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Phần tin quốc tế đã chú ý, một người đàn ông Canada đã thực hiện tổng cộng 242 cuộc chạy marathon tự do trong năm 2023 trong một dự án do ông lập ra có tên là Thử thách marathon trên trái đất nhằm kêu gọi mọi người xây dựng thói quen rèn luyện thể chất để bảo vệ sức khỏe. Ông Ben Bobjoy sống tại thành phố Toronto thuộc bang Ontario, là người đam mê chạy marathon. Trong năm 2023, ông đã đến gần 70 quốc gia ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á để chạy marathon tự do. Và tại mỗi nơi, ông chạy khoảng 42 km, tương đương với đường chạy marathon chuyên nghiệp. Ông Ben Bobjoy cho biết mục đích chạy marathon của mình không phải là chạy đua để giành thành tích, mà là để rèn luyện sức khỏe chống lại bệnh tật. Ông không phải là một vận động viên marathon chuyên nghiệp, nên việc thực hiện 242 cuộc chạy marathon 42 km trong một năm là một thành tích khiến nhiều người phải nể phục. Vì lẽ đó, người đàn ông Canada này đã gửi thông tin về các cuộc chạy của mình đến tổ chức kỷ lục thế giới Guinness với hy vọng được xem xét phá kỷ lục thế giới do vận động viên người Mỹ Larry McCall nắm giữ thành tích tham gia 239 cuộc chạy marathon trong năm 2012. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một kỷ lục thế giới khó tin. Sau khi dành hơn 3 giờ đồng hồ đứng trong chiếc thùng chứa đầy nước đá, một người phụ nữ ở Ba Lan đã được công nhận lập kỷ lục thế giới về khả năng chịu lạnh. Với thành tích này, chị cũng khuyến khích nữ giới nỗ lực rèn luyện và chinh phục các thử thách. Chị Katarzyna Jakubowska, 48 tuổi, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên vượt qua thử thách khả năng chịu lạnh của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Chị lập kỷ lục ngâm bình trong nước đá đầu nhất ở hạng mục dành cho nữ với thời gian 3 giờ 6 phút và 45 giây, thấp hơn 4 phút 42 giây so với kỷ lục tương tự ở hạng mục dành cho nam hiện thuộc về Anh, Kristoff Kazuki, cũng là người Ba Lan. Chị Katarzyna Jakubowska đã dành thời gian dài tập luyện và trải qua nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện màn lập kỷ lục ngâm bình trong nước đá. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, khởi tố đối tượng dùng chất phóng xạ trái phép tại Hải Dương. Chuyên mục chuyện ngày mới, chuyện về ba anh em ruột ở thành phố Đà Nẵng cùng xung phong nhập ngũ. Chuyên mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện gây chú ý xảy ra tại Hà Nội. Thưa quý vị, chiếu bạc ngay trên vỉa hè
các con bạc ngang nhiên sát phạt nhau công khai giữa ban ngày. Đó là những gì đang diễn ra tại các sới bạc trên đường Phạm Hùng và khu vực chợ Long Biên những ngày đầu xuân. Người chơi lại toàn là dân lao động tự do, ngay cả người vô gia cư cũng ném từng hào đi xin vào canh bạc. Phóng sự ghi nhận sau đây tại Hà Nội. Đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận tại vườn hoa trên đường Yên Phụ đối diện chợ Long Biên. Một sới bạc công khai kế giữa ba cày. Già, trẻ, gái, trai đủ cả. Từ bà bán hàng nước đến anh xe ôm cũng ham mê trò đỏ đen. Bắt đầu từ 1 giờ chiều, tất cả bỏ đàm để tụ tập sát phạt nhau đến tối. Những người này đang đánh tá lả ăn tiền. Tiếng cãi cọ, chửi bới, náo loạn cả một góc phố. Tiếp cận người chơi này, phóng viên mới cả cửa. Đây là một người vô gia cư. Ông này đã 80 tuổi, sống bằng nghề ve chai, tối ngủ dưới gầm cầu Long Biên. Tiền ăn còn chẳng có, thế nhưng vẫn đánh bạc. Chưa đầy 30 phút đã nướng mất mấy trăm ngàn đồng. Thất thiểu ra về, ông cụ lắc đầu ngán ngẩm, không biết tối đây ăn gì. Mất răm à? Thế thôi, dụng hết răng này rồi, không để tiền đấy ăn. Mất tiền buồn quá, ngủ dưới bà. Gì có nhà, ngủ dưới bà. Dưới chân cầu á? Ngay chỗ đây. Ngay chỗ cầm cầu. Đường Phạm Hùng đoạn giao với phố Thiên Hiền cũng đang hình thành một sới bạc của cánh xe ôm. Thời điểm xe ôm ít khách, giữa trưa nắng và đầu giờ chiều là lúc nhộn nhịp nhất. Có khi hàng chục người tham gia, phóng viên tiếp cận sới bạc. Cánh xe ôm giới thiệu đang chơi ba cây ăn tiền. Người cầm chương là ông chủ quán nước này. Người này cho biết mỗi lần đặt cược thấp nhất là 20.000 đồng, tối đa là 300.000 đồng. Bốc cái đánh bao nhiêu đánh? Thầy thích đánh bao nhiêu ra cửa cứ đánh thoải mái thầy. Trong bài xe ôm công nghệ, phóng viên xin tham gia để thử vận may nhưng đã có nhiều người tốt bụng thẳng thừng can ngăn. Xe ôm khổ biết bao đầu chơi. Giờ đâu thẳng thì thẳng. Ăn lên liền đúng không ạ? Đang định chơi đấy, chơi mày có vài đồng thì chắc hết. Phải bán, thì tiền đấy bán. Đi xe ôm có ngày được bao nhiêu? Điểm chung của những sới bạc ven đường là ngang nhiên và công khai. Còn những người chơi là dân lao động, bữa đói bữa no nhưng kiếm được bao nhiêu tiền lại đem nướng hết vào cờ bạc. Những ngày đầu xuân năm mới, nối về sự lười biếng, ham chơi của người lao động xưa, các cụ đã lưu truyền bài ca dao. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Thay vì lựa chọn chơi thêm chút nữa, nghỉ thêm vài ngày nữa hay tổ chức đánh bạc để vi phạm pháp luật, mong rằng năm mới với sự quyết liệt thay đổi để phát triển hơn, người dân sẽ tập trung vào công việc, nỗ lực, cố gắng ngay từ những ngày đầu để mùa xuân thực sự đẹp và mang ý nghĩa vốn có của nó. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chiều ngày 21 tháng 2, ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân địa phương phát hiện trên kênh Bến Tám, đoạn qua thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, phát hiện tình trạng cá chết bất thường. Loài cá bị chết nổi trắng trên kênh Bến Tám chủ yếu là cá ngạnh, có khoảng 100kg cá chết được vớt lên khỏi kênh để xử lý tiêu hủy. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn đã báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, lực lượng công an môi trường và các đơn vị liên quan đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước quan trắc. Trong ngày 21 tháng 2, cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, lấy 4 mẫu nước trên kênh Bến Tám để quan trắc, xác định nguyên nhân cá chết. Được biết, kênh Bến Tám xuất phát từ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh chảy về, được sử dụng để tưới tiêu nông nghiệp. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Đinh Trọng Thủy, sinh năm 1966, về tội tàn trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ. Kết quả điều tra cho biết, từ tháng 6 năm 2023,
Đinh Trọng Thủy đã dùng mạng xã hội tìm mua các thiết bị đánh bạc có chất iốt kèm theo thiết bị rung cảm biến phóng xạ để sử dụng trong trò cờ bạc. Kết quả giám định chất iốt mà đối tượng đã mua và sử dụng là phóng xạ Y125. Đây là chất phóng xạ có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng, gây hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần hít phải bột lượng 8 microgram hoặc ăn phải bột lượng 3 microgram Y125 là có thể dẫn tới tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Chiều 21 tháng 2, một xe tải tông sập khung giới hạn chiều cao trên đường Trường Sa, nằm mắc kẹt dưới cầu Bông, nối quận Nhất và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến khung giới hạn trước cầu Bông hư hỏng hoàn toàn, thanh chắn ngang bị móp nặng, một trụ đứng bị gãy. Đồng thời xe tải bị bể phần trước thùng xe, phía trên thùng trầy xước nặng. Vụ việc khiến cho xe di chuyển qua khu vực gần cầu trên đường Trường Sa không thể di chuyển được. Lực lượng chức năng phải điều tiết hướng dẫn người dân đi đường tránh hiện trường vụ tai nạn. Rất may vụ tai nạn không làm tài xế xe tải và người đi đường bị thương. Tới khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, nhân viên công ty công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tìm cách tháo dỡ khung giới hạn. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, đợt tuyển quân năm nay, ba anh em ruột là Nguyễn Khắc Từ Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Từ Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Từ Hiền Phúc ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cùng viết đơn xung phong nhập ngũ năm 2024. Đây là một trường hợp hiếm gặp khi mà có đến cả ba anh em trong cùng một gia đình đã cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Niềm vinh dự, tự hào, ý chí quyết tâm, phấn đấu và sự quan tâm khích lệ động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, gia đình, bạn bè là hành trang, điểm tựa vững vàng để ba anh em tự tin bắt đầu hành trình mới. Đây cũng là câu chuyện ý nghĩa mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị theo dõi. Trong đợt tuyển quân năm nay, Hội đồng Quân sự phường Tam Thuận đã khá bất ngờ khi có đến ba anh em trong một nhà cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Và điều đặc biệt là cả ba thanh niên này đều đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ba anh em ruột này là Nguyễn Khắc Từ Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Từ Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Từ Hiền Phúc. Trong đó, Nhân và Nhơn là hai anh em sinh đôi, còn Phúc là cậu em út vừa đủ 18 tuổi. Và đây cũng là một trong những cái trường hợp rất là khó gặp kể cả toàn quân. Bởi vì nếu sinh đôi thì chúng ta là có thể gặp được, chứ còn nếu mà có ba anh em ruột cùng đi cùng lúc là rất là khó. Bên cạnh đó cũng có một người anh là bà con cũng là tham gia của ba anh em này, cũng tham gia trong đợt này. Như vậy là trong một gia đình là thành là 4 người tham gia cùng lúc. Đến tới thời điểm hiện tại thì 4 thanh niên đều đã an tâm tư tưởng. Do điều kiện khó khăn, cha mẹ thì thuê nhà ở ngoài, còn ba anh em đang sống chung nhà với bà ngoại. Vì vậy khi tất cả cùng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẽ chỉ còn mình bà ngoại ở ngôi nhà này. Thế nhưng, khi các em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cả gia đình hai bên nội ngoại đều rất ủng hộ. Lo thì cũng lo, nhưng mà lo thuộc về bộ phận, phải có ý định này thôi, nhưng cũng có lời khuyên để cố gắng đi để riêng mình cho tốt, thân thể hơi tốt hơn. Về ngoài để cho ngoài mừng, ví dụ báo tin tốt là ngoài mừng thôi. Khi mà ngày 30 mà cúng ông bà xong đó, thì ngồi lại đó thì mấy cô mấy chú cũng khuyên, thì nói thì nếu cái con đã quyết định vào đó thì cái con phải thể hiện hết mình, nói chung là cái gì cũng hết mình hết, về đạo đức, về tư tưởng, về công việc cũng như học tập. Được biết qua công tác bố trí, đã có một đơn vị không quân đến làm việc với địa phương và tiếp nhận ba anh em ruột Hiền Nhân, Hiền Nhơn và Hiền Phúc vào cùng một đơn vị. Đây cũng là cơ hội để cả ba cùng hỗ trợ nhau khi thay đổi môi trường sống, môi trường sinh hoạt. Ba tụi em ở chung cùng một đơn vị thì đó, em nghĩ đó cũng là như là một lợi thế. Tại vì có thể ba có mặt ba anh em nó cũng giống như là có thể đâu cùng nhau đoàn kết và cũng sẽ là ủng hộ lẫn nhau để cùng cố gắng ở trong quân đội một môi trường mới, tụi em có thể thực hiện được tốt nhất cũng như hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã xong, cả ba anh em đang mong đợi đến ngày tham gia lễ giao nhận quân, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ cao cả cho Tổ quốc.
Qua câu chuyện này có thể thấy là tinh thần vì Tổ quốc lên đường đang sục sôi trong ý chí của thế hệ thanh niên ngày nay, với khát vọng là dấn thân và tình yêu quê hương đất nước. Sau Tết Nguyên đán thì hàng ngàn người con ưu tú nơi thành phố biển Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung sẽ khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình đặt trọn niềm tin, kỳ vọng trong môi trường quân ngũ, các chàng trai trẻ sẽ nhanh chóng hòa nhập, nỗ lực phấn đấu, luyện rèn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Nguyên Bảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.